xương ống tay. Ở mua vé thì Phong có hỏi thăm rằng ở đây những cái phần mộ đã được khai quật lên hết chưa? Thì những người quản lý ở đây có chia sẻ rằng là đã khai quật rồi, nhưng mà đâu đó vẫn còn vương vãi những cái bộ quần áo hoặc là những xương người. Minh chứng ở với mọi người, ngay tại vị trí này có rất là nhiều quần áo của những nạn nhân trong nạn diệt chủng Pol Pot Khmer Đỏ. Và đây là những cái áo quần của người dân Campuchia này. Và theo những người nhân viên ở đây thì chia sẻ với Phong rằng là nếu như mà quý khách đến đây có bắt gặp những cái xương người hoặc là những mẫu quần áo như thế này, có thể nhặt vào, đưa vào những cái khu vực lồng kiến kia để ban quản lý có thể phân loại và đặt vào bên trong ở khu vực nhà mồ. Và thật sự thì đây là một góc nhỏ thuộc cánh đồng chết thôi, mà mình đã thấy rất là nhiều quần áo này. Đây, đây là một cái áo nam này. Đó. Còn đây là một cái hố chôn tập thể. Và mọi người có thể thấy rằng ở đây có một tấm bảng. Đây. Xin vui lòng không đi vào khu vực nhà mồ tập thể. Tức là ở vị trí này đã có rất là nhiều người đã ngã xuống. Ở video trước thì Phong và anh Bùi Hồ có chia sẻ một câu chuyện á, là Khmer Đỏ khi mà tập trung những người dân về đây để giết hại, thì chúng giết những cái công cụ giết rất là đơn giản, như là dùng những cái búa đập vào người, rồi hoặc là tra tấn bằng những cái màng là rút những cái móng tay này. Và cách giết của Khmer Đỏ cực kỳ tàn bạo, khi mà chúng không phải tìm mọi cách để giết cho người ta một cách chết nhanh gọn, mà giúp cho người ta chết một cách đau đớn từ từ, cực kỳ man rợ. Và ở đây thì những cái quần áo của những nạn nhân này đó vẫn còn. Tí nữa đây thì mình sẽ dùng một cái túi bự hơn để nhặt quần áo lại để đặt vào vị trí kia. Còn bây giờ thì chắc có lẽ mình sẽ nhặt tạm những cái mẫu xương mà mình có duyên với những cái người đã ngã xuống ở đây. Thì cũng chia sẻ với mọi người á, sở dĩ ban quản lý họ muốn rằng những vị khách như tụi mình đến đây nhặt những cái mẫu xương với một mục đích, đó là cảm nhận, thấu hiểu và chia sẻ cùng với người dân Campuchia đã trải qua những thời kỳ tăm tối về lịch sử. Ở dưới này thì mình thấy có những cái mẫu xương này. Đây, do là khu vực này là khu vực mồ tập thể, cho nên là mình cũng không dám bước xuống, sợ rằng là nó sẽ ảnh hưởng tới những cái mẫu xương ở phía dưới lớp đất này. Nhưng mà khi mà qua quá trình trời mưa thì vẫn còn có những cái mẫu xương cho mọi người cùng xem nè. Dần lộ thiên ha. Lộ dần rồi. Đây, đây là một cái xương người. Mẫu xương nè. Đó, thấy không? Rất là nhiều. Và khi chút nữa thì mình sẽ có cái bao tay, cho nên là mình sẽ nhặt. Còn bây giờ thì do là đến thời điểm hiện giờ thì ban quản lý họ cũng giao dịch đó, họ cũng không có đầy đủ nhân viên và họ cũng không có trang bị bao tay. Hay là mình dùng cái túi ni lông này anh Hồ, mình nhặt luôn. Tại vì em cũng đã lỡ có duyên với những cái mẫu xương ở đây rồi. Anh cũng mới vừa gặp cái mẫu xương đằng kia cũng khá là còn nguyên vẹn luôn á. Thôi mình sẽ đi một vòng đi và nhặt sau ha. Và cho mọi người tham quan thêm cái khu vực cánh đồng chết. Ở phía bên kia thì có rất là nhiều mẫu quần áo mà những cái du khách đến đây họ nhặt và tập trung về ở bên này. Còn xa xa kia là một cái khu vực nhà mồ tập thể, nơi đã có hàng trăm trẻ em đã bị chôn ở một khu vực hố chôn tập thể. Và đây là những cái hố nhỏ nhỏ như thế này, là những cái hố mà đã từng có rất là nhiều người ngã xuống. Góc bên này mọi người, chắc có lẽ là ở đây nhặt cái mẫu xương này quá không ơi. Ở vị trí nào anh? Đây, qua đây. Những cái hố chôn như thế này á thì sau khi qua những cái trận mưa á, thì nó mới dần lộ lên trên mặt. Và lúc nãy thì mình có gặp được một cái xương còn khá là nguyên vẹn nơi này. Đây, và ở clip trước thì mình có nói đây nè Phong, thấy không? Thưa với mọi người, từng cái khu vực này là từng cái hố chôn tập thể. Mỗi hố chôn có nơi thì lên đến 2-3 ngàn người, có những hố thì vài chục người thôi. Và ở đây
là một cái hố chôn. Và hôm nay thì trời, ở đêm hôm qua khi mà tụi mình ở thủ đô Phnom Penh á thì trời đang mưa, cho nên là chắc có lẽ là do mưa cho nên là dẫn đến là lộ thêm một cái mẫu xương nè. Và có lẽ là mình xin phép nhặt cái mẫu xương này cho mọi người cùng xem. Thiệt ra thì mẫu xương này tụi mình nhặt sẽ đặt ở vị trí bên kia kìa. Có rất là nhiều vị khách trước đã nhặt được những mẫu xương như vậy rồi. Đây là một cái xương ống của người dân. Và trong vòng 4 năm chính quyền Khmer Đỏ cứng quá. Cầm đi, cầm lên lại anh thấy nha. Nó sợ bể. Không sao. Trong cái quá trình mà đi thăm lại cái cánh, thăm cái cánh đồng chết đó thì mình có gặp được một cái mẫu xương khá là nguyên vẹn, thì chắc có lẽ là hai anh em sẽ tập kết lùm cái xương ống này, sẽ tập kết về cái nơi tập kết đằng kia để cho mọi người tiện cái việc quy tập, và mình sẽ bỏ trong đây luôn. Bây giờ đem lại từng mẫu nhỏ ha anh. Thì mong là những nạn nhân này sẽ sớm siêu thoát. Mình xin nói rõ lại cho mọi người được rõ là thật sự thì hàng ngàn người đã ở bên này nữa, còn quần áo luôn anh. Đây. Đúng rồi. Ui trời. Mình xin nói rõ với mọi người á là riêng cánh đồng chết này đã có gần 20.000 người đã bị sát hại. Và ở tại Campuchia thì đã có hàng trăm cái cánh đồng chết như thế này. Và đây là một trong những cái nơi hiếm hoi được khai quật và phát hiện ra thôi. Và vẫn còn hàng triệu người dân Campuchia vẫn chưa tìm được tro cốt. Và hôm nay thì tụi mình tìm được một vài mẫu xương. Và chắc có lẽ là mình sẽ nhặt những cái mẫu xương mà coi như là có duyên, sẽ tập kết đằng kia. Thì chắc có lẽ là dùng tay luôn á. Có mẫu quần áo luôn anh. Đây mọi người, đây vẫn còn dướng đất ở trong nè. Đây là một cái xương ống tay á. Đây là những cái công việc làm mà rất là nhỏ mà các em muốn ghi hình lại cho mọi người thấy khi mà đến cái cánh đồng chết ở Campuchia như thế này. Đây là những cái mẫu quần áo nè, thì mình sẽ để lại đằng kia luôn ha. Trước đây thì những cái phần này thì nó bị đất á, chôn vùi, và sau những cái trận mưa thì những cái áo này dần sẽ lộ lên. Mình thì chỉ có định là muốn tập kết về chỗ kia để cho nó ở đây cứng quá. Đây nè, lấy cái này đi ha. Ở phía sau chân của anh vẫn còn một cái ống, xương ống kia. Đó, cục đá bự á. Thấy không? Đây, đúng rồi. Cầm những bộ xương như thế này mà cảm nhận được cái sự đau thương. Và đây là một cái khối chôn tập thể rất là cứng luôn anh. Sao cử được ta? Không cử được. Cứng quá. Em xuống thử. Cái xương nó chắc có lẽ chút nữa mình sẽ dùng cái đồ mình xới lên cho nó dễ. Còn bây giờ thì phần xương và một cái áo ở đằng kia vẫn còn đó không. Đây là nơi tập kết những cái mẫu xương, và bây giờ thì tụi mình sẽ đặt ở vị trí này để ban quản lý họ có thể phân loại và đưa vào bên trong nhà mồ. Nơi đây còn rải rác khá là nhiều những mẫu xương và kể cả những cái sọ người. Và ở đây thì những cái mẫu xương mà những vị khách họ có thể tìm thấy được nè. Và mình quan sát thấy ở phía dưới cái lồng kiến này còn có những cái xương ống sọ người, và người ta đang khai quật dần dần. Ở đây thì nãy giờ mình thấy một số bà con ở đây có cúng một cái mâm cơm.
Đây là ba mẫu xương mới nhất mà mấy anh em mình vừa mới tìm thấy. Và đây là những cái mẫu xương của nạn nhân bởi nạn diệt chủng Pol Pot Khmer Đỏ. Cầm bọc này đi lượng kia ha. Còn một phần chắc có lẽ là em sẽ nhặt cho mọi người thấy nhau không? Để có thể đi hết cái cánh đồng chết ở đây thì mất còn khoảng phải một ngày trời. Tại vì phía kia, phía xa xa kia vẫn còn rất là nhiều hố chôn tập thể, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Trước khi đi sang khu vực bên kia thì mình sẽ tiếp cận góc bên này cho mọi người xem. Thấy rằng là vẫn còn khá là nhiều mẫu xương mà người dân, kể cả những cái du khách như tụi mình đến đây quy tập giúp giùm cho ban quản lý. Đây là những cái mẫu xương người ta phát hiện vào năm 1980, xương ống và kể cả những cái răng. Đây là những mẫu xương vụn mà anh Hồ lấy ra. Đây là những cái răng nè và xương ống. Nơi đây thì mình cảm nhận rất rõ cái âm khí ở trong cái khu vực này. Thì cách đây vài chục năm, nơi đây là một trong những cái nơi mà rùng rợn nhất, và đến thời điểm hiện tại thì mọi người cũng có thể cảm nhận được khi mà dưới bàn chân của hai anh em đi, biết đâu đó gần thì có những cái bộ hài cốt của những người bị bọn Pol Pot giết hại còn nằm chôn vùi ở dưới này. Và đây là một trong những cái, một trong hàng trăm cánh đồng gọi là cánh đồng chết. Ở phía sau lưng Phong là một cái nhà mộ tập thể mà đến bây giờ khi mà tụi mình đứng gần thì cái mùi tử khí nó vẫn còn nồng nặc bốc lên. Và những ngày qua thì ở phía dưới do là xác người vẫn còn khá là nhiều, cho nên là ở phía trên mặt cái nhà mộ nó lộ lên một cái lớp màu đen, đó là sự phân hủy. Và dần dần thì khu vực này nó sẽ lún xuống dần và người ta sẽ tìm thấy rất là nhiều xương người. Và trong cái hành trình ngày hôm nay mấy anh em đi tham quan khu vực cánh đồng chết thì lại tiếp tục phát hiện rất là nhiều mẫu xương. Ở bên trong phía bên này là những cái hố sâu như thế này là hàng ngàn cái thi thể đã được chôn cất ở đây. Và chúng giết chôn một cách tàn bạo. Như những video trước tụi mình có chia sẻ, ở bên kia là cây giết người. Đó là cái cây được cho là một biểu tượng. Đó là cái cây thốt nốt, là một trong những hình ảnh đại diện cho đất nước Campuchia. Và nó đã trở thành một trong những công cụ giết người tàn bạo của Khmer Đỏ. Chúng giết người bằng cách là dùng những cái thân cây thốt nốt, những cái tành cây thốt nốt sắc nhọn cứa vào cổ người. Và trong quá trình đi ở đây thì tụi mình lại tiếp tục phát hiện ra rất là nhiều mẫu xương và kể cả những cái mẫu quần áo. Ở đây là một cái nấm mồ tập thể nè mọi người. Và cô bác chị có thể thấy rằng là cứ lấy tay nhặt lên không sao. Xương người, răng người, rất nhiều răng người. Và bây giờ thì tụi mình sẽ nhặt những cái mẫu răng như thế này. Wow, khá là nhiều, để quy tập về. Cái này là hoàn toàn tự nhiên luôn nha. Cứ lấy tay đi Phong, em ui, mình rút ra được một cái xương luôn nè. Ừ. Ui, một cái xương người. Cái xương nó giống như xương bả vai á. Đây, chỉ ở một vị trí nhỏ thôi là mình đã nhặt được răng. Răng này của người trưởng thành á. Răng này là một cái thanh niên hoặc là một người phụ nữ đã độ tuổi trưởng thành rồi nè. Răng. Ngoài sao, ngoài sao nữa kìa Phong ơi. Ngoài sao đó, thấy không? Thấy một khúc xương luôn. Ở vị trí này mọi người. Thật sự thì để đi hết cánh đồng chết mà tìm ra những cái mẫu xương như thế này á. Ừ, lấy tay đi không sao, lát mình tẩy cồn lại. Ủa, dưới này thì rất là cứng cho nên là mình không thể lấy. Mình sẽ báo lại ban quản lý để họ hỗ trợ giùm. Cứng dữ không? Cứng lắm. Cứng lắm. Đây. Ôi, còn găng nhiều quá Phong ơi. Đâu? Đây, đây, đây nè Phong ơi. Nè. Em dở cái lớp áo đó lên Phong. Thưa với mọi người là khá là nhiều răng. Mình sẽ nhặt lại khu vực tập trung nha. Mình sẽ chút nữa xong rồi mình sẽ tẩy cồn. Thật ra thì đây là những cái mẫu xương mà nó chôn vùi ở dưới qua hàng chục năm. Thì sau khi qua những cái trận mưa đó thì những cái bộ xương người cũng như là bộ những cái găng nó bắt đầu lộ lên. Thì hai anh em đây là một cái công việc mà coi như là có duyên để mà nhặt những cái bộ xương này về nơi tập kết. Còn ở dưới đó Phong ơi, em có thấy không?
cầm cái lớp áo nó luôn đi con. Để riêng ra ngoài, lớp áo để riêng ra ngoài. Ô đây. Cái này, như vậy là ở dưới này là một thi thể người rất là nhiều. Ừ. Cho nên là rất là nhiều xương đang lộ ra. Và mình sẽ tiếp tục đi qua phía bên này anh Hồ. Ngay tại vị trí này nha mọi người. Lúc xưa khi mà người ta phát hiện ra thì hàng ngàn thi thể nằm phơi thay ở đây. Và sau đó thì người ta đã khai quật ở đây gần như là hết những cái xương người rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng những cái mẫu xương vụn như là răng, hoặc là xương bả vai, hoặc là xương ống quyển, hoặc là xương sườn vẫn còn ở đây rất nhiều. Và hiện giờ thì người ta trồng những cái tóc nốt và những cây ở đây thì trồng rất nhiều cây sòi ở phía bên kia. Và những cây này mình nghĩ rằng nó có linh hồn, bởi vì nơi đây đã có hàng ngàn người ngã xuống. Và những phần thịt, những phần tóc hòa quyện vào đất và sinh trưởng thành những cái cây mới. Và khu vực này thì mình hy vọng rằng sẽ tiếp tục tìm ra những cái mẫu xương. Ở nơi đây thì vẫn còn khá là nhiều sọ người vẫn chưa được đưa lên. Và mình sẽ tiếp tục cái hành trình tìm những tro cốt của những nạn nhân trong nạn diệt chủng Khmer Đỏ. Anh nghĩ rằng đây là một cái nơi mà họ chưa có khai quật nhiều. Và dưới bước chân của anh em mình thì có thể là những hàng chục, hàng trăm bộ hài cốt vẫn đang còn nằm chôn vùi ở dưới. Đây là một trong những hàng trăm cái cánh đồng chết nằm ngay tại Campuchia. Trong vòng 4 năm, chính quyền Khmer Đỏ đã giết hơn 2 triệu dân. Và có lẽ rằng là nơi đây, khi mà mỗi bước chân anh em đi, sẽ cảm nhận được cái sự đau thương. Người ta chỉ mới có khai quật một góc nhỏ thôi là đã thấy hàng ngàn cái xọ người rồi. Và mình nghĩ rằng là đây là một cái hố trôn, có thể là đây là một cái hố trôn tập thể này. Sau khi khai quật thì nó trở thành một cái ao nước thôi. Ở đây là cái nồi gì đây? Nơi đựng rác. Người ta họ tránh tình trạng xả rác bừa bãi á. Nếu như mà mình có được cái phần thuyết minh qua những cái audio á thì nó cực kỳ hay ha, sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho tất cả mọi người. Khi mà đi một đoạn thì tụi mình cũng đã gần như là đầy cái bịch này rồi. Và một lần nữa thì mấy anh em sẽ tiếp tục bỏ những cái mẫu xương tại đây. Thì trong quá trình mà nãy giờ thì được một cái mẫu quần áo của một nạn nhân này. Mọi người thấy không? Đây là một cái vải rất là cũ. Và tụi mình sẽ nhặt ở đây. Còn đây là một cái xương, xương người. Đây là có lẽ là xương bả vai. Còn đây rất là nhiều răng, rất khủng khiếp. Có người sẽ nói rằng là tại sao mấy anh em lại đi nhặt như vậy, rồi có người lại nói tại sao là không đeo bao tay. Nhưng thực tế thì tụi mình muốn được cảm nhận được cái sự đau đớn và một sự sẻ chia đối với người dân Campuchia. Và răng này, trong một cái chút xíu thôi là đã rất là nhiều. Và người ta khuyến khích rằng là những cái du khách như tụi mình hãy nhặt và tập trung tại đây. Mình sẽ cho mọi người thấy là gần như là hàng chục cái răng. Và chia sẻ với mọi người, để có thể nhặt hết những cái tro cốt ở đây thì phải mất ít nhất là một cái bao lớn, không phải là một cái túi ni lông nhỏ như thế này đâu. Và góc bên kia là một cái nhà mồ. Chắc có lẽ mấy anh em sẽ qua đó đi ha, và cho mọi người xem rõ hơn cái nơi trưng bày những cái sọ người một lần nữa. Và đó là những cái sọ người và những cái xương ống mà trong quá trình tham quan ấy, thì mấy anh em hoặc là những vị khách hoặc là kể cả những người ban quản lý ở đây có thể nhặt được. Bây giờ qua bên này đi. Ở đây thì mỗi cái hố chôn rất là nhiều người mất. Và chia sẻ thêm với cô bác anh chị á, là chính cái những cái cánh đồng chết này lưu giữ lại những cái xương người như một phần ghi lại những cái lịch sử đau thương của người dân Campuchia. Nơi đây khi nãy tụi mình có nhặt được một số cái mẫu xương này, hiện giờ thì vẫn còn này. Thì chút nữa khi mà kết thúc video này, tụi mình sẽ tiếp tục công việc này. Còn bây giờ thì tận dụng một chút thời gian để chia sẻ cho các bác anh chị. Tháp này được xây dựng
với hơn 18 tầng để biểu trưng rằng là 18 cái khu vực mà người ta phát hiện đầu tiên khi mà tràn vào thủ đô Phnom Penh, nơi mà cuộc hành quyết của Khmer Đỏ. Nay thì mình và anh Bùi Hồ có mặt tại khu vực cánh đồng chết, thực hiện một công việc mà gần như là rất nhiều người quản lý ở đây họ đã từng làm trong suốt hàng chục năm qua. Đó là nhặt nhạnh những cái xương người, những cái sọ người, một phần thấu hiểu được cái nỗi đau của người dân Campuchia. Và chắc lẽ mấy anh em cũng sẽ phải kết thúc đoạn clip tại đây để tiếp tục cái việc nhặt những cái mẫu xương bên kia. Cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đoạn clip này.